Rồi, mến chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình mời tất cả mọi người cùng xem hàng đẹp nha các bạn. Con máy cày Kubota M7000 VT nha các bạn. Con này lên bánh Nguyễn Đỉnh, bánh khủng long nha luôn. 18.4-30, không lớn, không tới 30 đâu nha các bạn. Đó, đi gạo gạo vòng xung quanh các bạn xem chơi. Cái dàn sới này nhiêu ta? 2m4 ha. Dàn này dàn sới sới phúc nha các bạn. Đẹp chưa, xinh giờ nha các bạn. Đó. Này có trùng bô không ta? Này có trùng bô không ta? Có luôn nha các bạn, đấu trùng bô luôn nha các bạn. Con này lên đầu 79-70 rồi. Hàng khủng long, dàn sới 2m4. Nghe dàn sới phúc luôn nha các bạn. Đó, chưa? Biết chưa? Gần phúc luôn. Đó. Có trùng bồ chạy hú quéo 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 mà hơi xè em ạ, sao xè xè kỹ ta. Hai cái clip luôn, clip là của cái anh đàn tập, anh mới vừa đánh clip, mới đánh cái máy clip rồi, nhưng mà chủ ruộng kêu sới lại á cho nên phá luôn. Quá đẹp, nhìn đúng màu luôn nha các bạn, màu vàng luôn, tới cái mâm cũng sơn được sơn màu vàng luôn chưa. Phủ bì 2m4. Con này mà đã có ruộng ra ngoài ruộng nước cho chạy sới tất nhất tất nhì coi đã mắt lắm ta. Nếu mà có dịp mà mình sẽ gặp lại, mình sẽ quay mình chia sẻ cho bạn xem nha. Đó, khi con này ra ruộng nước bây giờ chạy ruộng khô này ra trồng gãy nha các bạn. Sới này, đất này trồng gãy, sới ra không biết mấy tác mà nói luôn á, sới nào nhuyễn thôi à. Trồng gãy này như là cho trồng mì, thấy trên bờ kinh họ chuẩn bị mì chặt ba cái hâm mì á, chắc có lẽ là trồng mì. Kinh kinh kinh. Sới còn khô thế chứ cũng đào máy lắm nha bạn. Không phải mà nó không lúng mà chạy queo queo thấy đã đâu. Không phải đâu nha. Là bụi á. Bụi vô á. Bụi vô cái que á, chạy rất là nóng máy nha bạn. Con này lúc trước là mua giá 280 nha bạn. 280 triệu. Mấy năm rồi. Bây giờ giá thì mình cũng không rành. Này mình sẽ nhắc lại nha bạn, con này thì Kubota là 7000 DT, mà con này được đấu đầu lại rồi, đổi đầu rồi, gác lên đầu 79-70.
mang vàng sới là 2m4 phủ bì, rồi cái thôi cái bánh xe, cái bánh sau á là cái tới là 18.4 gạch 30 luôn nha bạn, của Nguyễn Đỉnh lên bánh to. Chạy đang chạy sới mà còng gãy luôn. Đồng này thì hiện giờ là lúa còn nha bạn, lúa còn xanh, lúa mới cho đều à, cho nên nó là cái này là không có mà xới nước, cho nên phải nếu mà có gặp xới nước thì mình sẽ quay con này xới nước cho bạn xem hấp dẫn. Sới trồng gãy thì không có ấy nha bạn, không có làm đâu được, thấy không có chạy lẹ được, phải là gai dựng cho quấn cho thật là nhuyễn đất cho chủ ruộng. Kinh nhìn quá đẹp. Nhìn thấy từ đằng xa xa là thấy đã con mắt rồi nha quà, cái mới toan luôn. Đứng dưới gió bụi quá các bạn. Nó chạy rất khô đấy chứ nóng máy lắm nha bạn, do bụi dữ lắm, bụi mà nó hết vô cái bue á, giống như người ta mình thôi, người ta mình cũng gặn lên mũi thở rồi cái máy cũng vậy nha bạn.
clip của mình trên đây kết thúc nha bạn. Chúc bạn xem clip vui vẻ nha. Cái gì xe sót thì mong mọi người thông cảm qua cho mình nha. Bây giờ mình sẽ kiếm những con máy lạ lạ hay là đẹp đẹp gì đó, mình sẽ mình quay mình chia sẻ cho mọi người xem. Rồi chúc mọi người vui vẻ nha.